Trong 4 năm qua, thành phần lực lượng của đội tuyển Việt Nam chủ yếu đến từ 3 câu lạc bộ là Hà Nội, Viettel và Anh Gia Lai. Trong đó, tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, số cầu thủ mà 3 đội bóng này đóng góp cho đội tuyển quốc gia là 21 cầu thủ, chiếm đến 3/4 nhân sự của đội tuyển. Ngoài Nguyễn Tiến Linh của BKM Bình Dương thì những ngôi sao tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành tấm vé đi tiếp cũng phần lớn đến từ những câu lạc bộ kể trên. Bởi vậy, người hâm mộ đều nghĩ đến viễn cảnh huấn luyện viên Park Hang-seo có thể mời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng hay huấn luyện viên Kiel Tisak lên làm trợ lý cho ông ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế đây cũng là hai huấn luyện viên hàng đầu của V-League ở thời điểm hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Kiel Tisak, hai câu lạc bộ Viettel và Hoàng Anh Gia Lai đang giữ hai vị trí đầu trên bảng xếp hạng và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải này. Tuy nhiên, khi đề xuất với VFF về việc bổ sung thêm đội ngũ trợ lý, chuyên gia để hỗ trợ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không chọn ai trong hai huấn luyện viên kể trên. Thay vào đó, ông đã chọn hai người đồng hương của mình đang làm việc tại V-League là huấn luyện viên Park Chung-kyun của câu lạc bộ Hà Nội và huấn luyện viên Kim Tae-min của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, ông Park Chung-kyun sẽ là trợ lý số 2 của huấn luyện viên Park Hang-seo, còn Kim Tae-min sẽ làm nhiệm vụ phân tích dữ liệu. Dẫu biết rằng cả Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ sẵn sàng để cho ông Park Chung-kyun và ông Kim Tae-min lên hỗ trợ cho huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều ý kiến xoay quanh việc này. Đó là chuyện huấn luyện viên Park Chung-kyun mới chỉ nắm quyền ở câu lạc bộ Hà Nội và chưa để lại dấu ấn gì với đội bóng thủ đô trong thời gian qua. Trong khi đó, Kim Tae-min chỉ là trợ lý của Kiel Tisak ở Hoàng Anh Gia Lai. Vậy thì sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại tin tưởng vào hai gương mặt trên? Nếu như so về thành tích thì có thể nói vui rằng đội bóng thủ đô bỏ xa Hoàng Anh Gia Lai tới 10 con phố, nhưng không thể phủ nhận được một điều, giữa những trung tâm bóng đá mở ra ngày một nhiều thì Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đang là hai lò đào tạo cầu thủ chất lượng nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là hai đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển quốc gia, trong đó ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, Hà Nội có 9 cầu thủ, Hoàng Anh Gia Lai có 7 cầu thủ ở bảng danh sách cuối cùng sang UAE. Số cầu thủ của hai đội mà ông Park tung ra sân ở 3 trận đấu đều là 7. Hai cầu thủ của đội bóng thủ đô chưa có cơ hội ra sân là Trần Đình Trọng và Bùi Hòa Việt Anh. Cần phải nói thêm đây cũng là những cầu thủ gắn liền với những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam từ khu vực đến đấu trường châu lục trong 4 năm qua. Bầu Hiền và Bầu Đức cũng là những tay chơi trong làng bóng đá Việt Nam. Họ có thời gian dài gắn bó với bóng đá, lập nên những trung tâm đào tạo bóng đá chất lượng, bỏ tiền túi để đầu tư cho bóng đá. Mục tiêu chung của cả hai lò đào tạo cho bóng đá Việt Nam những cầu thủ chất lượng nhất. Để khích lệ động viên tinh thần cầu thủ, không ít lần truyền thông thấy ông Đỗ Quang Hiển móc từ trong túi một xấp tiền với mệnh giá cao để thưởng nóng cho các cầu thủ trong một vài đội bóng ngày ở trên sân. Hay đó là một ông Đoàn Nguyễn Đức sẵn sàng bỏ vài trăm triệu tiền túi để giúp cầu thủ nộp tiền án phạt và trở lại bóng đá đỉnh cao, sẵn sàng bỏ tiền tỷ để thưởng nóng khi Hoàng Anh Gia Lai có thành tích tốt. Đó chỉ là bề nổi mà truyền thông nhìn thấy, đằng sau là những đóng góp không nhỏ cho bóng đá Việt Nam mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Tuy cùng có những cầu thủ chất lượng đang là trụ cột của bóng đá Việt Nam, nhưng Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá là hai đối cực của nhau. Có thể nói sau 4 năm làm việc tại mảnh đất hình chữ S, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quá hiểu người hâm mộ Việt Nam. Như ông từng nói, thứ bóng đá mà người Việt mong mỏi buộc là bóng đá thắng. Bởi vậy chắc chắn phần nào đó, ông cũng hiểu rõ hai thái ngừng ngầm của bóng đá Việt Nam là Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi Bầu Đức thỉnh thoảng lại có một vài phát biểu dậy sóng, khi nói về Bầu Hiển thì ngược lại, ông bầu của đội bóng thủ đô lại rất từ tốn, khéo léo trước truyền thông để cho qua chuyện. Ngoài việc những câu nói của mình bỗng chốc trở thành hot trend của một bộ phận người dùng mạng xã hội thì nó còn trở thành nguồn cơn dẫn đến những bất đồng giữa hai hội cổ động viên của câu lạc bộ. Mỗi lần đối đầu nhau, dù thắng dù thua, trên khán đài của cả hai đội bóng đều xuất hiện những màn cổ động có 1-0-2. Bên cạnh việc tiếp lửa cho đội bóng của mình thì phần còn lại là sự châm biếm dành cho đối thủ. Mặt khác, huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn có một đội ngũ trợ lý tốt nhất, hiểu các cầu thủ nhất. Muốn vậy, rõ ràng ông phải cậy nhờ đến chính những người đang làm việc tại các câu lạc bộ. Bầu Hiển, Bầu Đức, hội cổ động viên Hà Nội, hội cổ động viên của Anh Gia Lai, rõ ràng muốn có một đội hình mạnh nhất, muốn một dàn ekip hoàn hảo nhất, ông Park đã rất khôn khéo khi tìm đến hai câu lạc bộ này. Điều quan trọng, ông đã biết cách cân bằng tốt nhất để không ai phải phật ý. Nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Viettel từ đầu mùa giải 2020, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã giúp đội bóng lính lên ngôi vô địch ở chính mùa giải ấy. Đó cũng là mùa giải thứ hai mà đội này lên chơi tại giải vô địch quốc gia, giúp Viettel xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu ở mùa giải 2021. Rõ ràng tài cầm sa bàn của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không phải tầm thường, nhưng cách mà ông Park dùng bình lại khiến nhiều người bất ngờ. Đơn cử như trường hợp của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, thủ quân của đội bóng thủ đô là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của nhiều huấn luyện viên. Dưới trướng ông Park,
Văn Quyết cũng từng là quân bài quan trọng trong chiến thuật của nhà cầm quân này. Quyết có đủ các danh hiệu từ câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia cho đến danh hiệu cá nhân như quả bóng vàng Việt Nam, cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ. Hiệu suất ghi bàn của chân sút 30 tuổi trong màu áo Hà Nội khiến hàng phòng ngự đối phương phải nhiều lần ôm hận. Thế nhưng khi khoác áo đội tuyển quốc gia, anh chơi mờ nhạt, không để lại nhiều ấn tượng và phải dự bị nhường chỗ cho các đàn em. Rồi dần dà anh chẳng còn được huấn luyện viên Park Hang-seo trọng dụng với lý do không phù hợp với lối chơi mà ông xây dựng. Quay trở lại với trường hợp của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, tài năng của ông chẳng có gì để bàn cãi. Hỏi ông có hiểu cầu thủ hay không, chắc chắn là có. Nhưng sự khác biệt về tư duy xây dựng chiến thuật, văn hóa là lý do chính ông nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn đối với Kea Tí Sắc, danh tiếng của nhà cầm quân này thuộc hàng nhất nhì trong khu vực. Không những thành công và ở đỉnh cao khi còn là một cầu thủ, Zico Thái còn gây được tiếng vang khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông có được tất cả những vinh quang của đội tuyển quốc gia của Thái Lan có được như vô địch SEA Games, AFF Cup. Ông thành công khi đưa danh tiếng của bóng đá Thái Lan ra châu lục với những dấu ấn nhất định ở các giải trẻ và các giải đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia. Đó cũng là bàn đạp để những cầu thủ như Chanathip Songkrasin hay Thirathong Bunmathan xuất ngoại thành công. Khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, nhà cầm quân người Thái hiểu rõ trong đội bóng của mình có nhiều tuyển thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, ông đã thay đổi giáo án, giúp sao cho phù hợp nhất với họ. Cũng giống như nhiều huấn luyện viên khác, ông cũng đặt lợi ích của đội tuyển quốc gia lên hàng đầu. Nhiều lần ông khẳng định với truyền thông rằng các cầu thủ của ông sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia bất cứ khi huấn luyện viên Park Hang-seo cần. Muốn làm được điều này, quan trọng là việc giữ đôi chân cho cầu thủ. Đó là lý do mà vì sao Zico Thái luôn chú trọng đến vấn đề thể lực và sức khỏe của các cậu học trò. Là một huấn luyện viên trưởng có được tất cả các danh hiệu cho đến danh tiếng, có tâm lại có tầm và là hình mẫu của nhiều nhà cầm quân hướng đến. Bởi vậy, cho dù ông Park có mở lời huấn luyện viên Kea Tí Sắc làm trợ lý, thì huấn luyện viên Kea Tí Sắc chắc chắn cũng không đồng ý. Thứ nhất, khi đã thành công trên cương vị huấn luyện viên của một đội tuyển quốc gia, sẽ chẳng ai chịu làm phó tướng dưới tay người khác. Thứ hai, cho dù có là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, thì Zico Thái chỉ có thể xếp sau trợ lý Lee Jang-jin về mức độ quan trọng. Trong 4 năm làm việc tại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo thường rất tin tưởng đội ngũ trợ lý chuyên gia người Hàn Quốc. Một phần vì họ có chung ngôn ngữ, chung nền văn hóa. Một phần vì họ từng có thời gian làm việc cùng nhau, ăn ý với nhau trong công việc. Hơn nữa, nhà cầm quân xứ Kim Chi cũng rất muốn hỗ trợ những người đồng hương của mình khi sang đây làm việc. Ở Việt Nam hiện tại, có không ít những chuyên gia và huấn luyện viên đang làm việc tại các câu lạc bộ. Vậy thì lại có một câu hỏi đặt ra là tại sao không phải ai khác mà lại là huấn luyện viên Park Chung-kyun và Kim Tae-min? Nói về ông Park Chung-kyun, tân huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội từng là học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Suwon Samsung. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Park Chung-kyun đã sưu tầm đầy đủ các danh hiệu cao quý của bóng đá Hàn Quốc như vô địch quốc gia, vô địch cúp quốc gia và vô địch siêu cúp Hàn Quốc. Nổi bật nhất là chức vô địch AFC Champions League năm 2016 trong vai trò trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Yeonbuk Hyundai Motor. Với huấn luyện viên Kim Tae-min, cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2019 với vai trò huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến mùa giải 2020, anh chuyển đến đội bóng Phú Núi làm trợ lý cho huấn luyện viên Lee Tae-hoon. Sau đó, khi đội bóng này không tiếp tục ký hợp đồng với ông Lee Tae-hoon, thì trợ lý này vẫn được giữ lại. Kim Tae-min là cộng sự đắc lực của huấn luyện viên Kea Tí Sắc và được Zico Thái đánh giá rất cao. Sự phán đoán, phân tích của Kim Tae-min góp phần không nhỏ vào sự thay đổi lối chơi cũng như thành tích của Hoàng Anh Gia Lai mùa này. Mới đây, trợ lý huấn luyện viên Kea Tí Sắc vừa nhận được bằng A huấn luyện viên do AFC cấp. Điều này đồng nghĩa anh có thể trở thành huấn luyện viên của bất cứ câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nào ở châu Á. CV của Kim Tae-min có thể không đẹp bằng Park Chung-kyun, nhưng nhìn mặt bằng chung các huấn luyện viên chuyên gia Hàn Quốc đang làm việc ở V-League hiện tại, thì có lẽ Kim chỉ xếp sau Park mà thôi. Đây cũng là lý do dễ hiểu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất VFF bổ sung hai gương mặt này vào đội ngũ ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới đây. Dù chưa biết hiệu quả ra sao, nhưng chúng ta có quyền lạc quan tin tưởng rằng trong một tập thể có những người thầy giỏi nhất, có những học trò xuất sắc nhất thì ắt hái được trái ngọt nhất.